Những thần tượng K-pop nổi tiếng hàng đầu trong 10 năm qua. Cuộc bình chọn trực tuyến thông qua trang Koreaboo đã tìm ra G-Dragon, Kang Daniel, IU, Jisoo, Jimin là những thần tượng nổi tiếng hàng đầu K-pop từ năm 2009 đến năm 2019. G-Dragon, trưởng nhóm Big Bang đứng vị trí đầu bảng với 3.255.136 phiếu bầu. G-Dragon được biết đến như một biểu tượng về tài năng ở K-pop. Không những sở hữu giọng rap đặc biệt khả năng nhảy, sáng tác nhạc nổi trội. Nam ca sĩ nhà YG còn gây ấn tượng nhờ phong cách riêng. Có phần nổi loạn và khác biệt giữa dàn thần tượng xứ Kim Chi. Kang Daniel, vị trí thứ hai thuộc về Center Quốc dân Kang Daniel với số phiếu bình chọn 2.926.535, nam thần tượng sinh năm 1996. Được fan yêu ái gọi là God Daniel nhờ mức độ nổi tiếng rộng khắp. EU, em gái quốc dân nằm trong top 3 với 997.811 phiếu bình chọn không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì nhất K-pop. EU, được các tiền bối gạo cội trong ngành dành lời khen ngợi cả về tài năng lẫn nhân cách. Các nghệ sĩ đàn em cũng luôn dành cho EU một sự yêu mến. Jisoo, chị cả Blackpink nhận được 934.786 phiếu bầu. Sau hơn 8 năm từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, thành quả Jisoo thu về không chỉ là sự nổi tiếng, mà còn là sự ủng hộ nồng nhiệt của hàng triệu người hâm mộ. Jimin thành viên Bộ trưởng Yến Sĩ đứng vị trí cuối cùng trong top 5 với 805.776 phiếu, nam idol sinh năm 1995, được người hâm mộ yêu mến nhờ giọng hát độc đáo và kỹ năng nhảy ấn tượng. Bạn là người có tiếng nói trong xã hội. Hãy bình luận để thể hiện điều đó. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.